cứ khóc đi cho khuây khỏa. Thầy ơi, con khổ quá. Ta biết, con không cần kể gì hết đâu. Con cứ khóc đi, khóc đi cho vơi bớt nỗi lòng. Thầy ơi, con sẽ tiếp tục mọi chuyện ở đây. Và lần này con không còn vướng bận điều gì nữa hết. Con cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, rồi hãy làm việc. Đường còn rất dài đó nha con. Con sẽ bắt tay vào mọi việc ngay bây giờ. Con nên nghỉ ngơi để bình tâm lại đã. Hơn bao giờ hết, con cần phải làm việc để quên đi những điều đau buồn đã đến với con. Mô Phật, vậy thì tùy con thôi. Ta chỉ mong sao cho tâm hồn con được thanh thản. Mô Phật. Chị Thúy. Hả? Chị chát chít gì vậy? Cho em coi với. Chát chít gì đâu mà chát chít. Chị, sao lại che? Cho em coi đi. Cho không, coi đi mà. Không có gì đi. Hết. Chị đang gửi thư cho ba dĩ. Coi cái gì mà coi? Chị viết cho ba thì em coi có sao đâu. Cho em coi đi. Coi. Không, không có giỡn. Cho em coi đi mà. Thảo, chị. Không có giỡn. Chị không đưa đúng không? Không. Không đưa nè. Thảo. Đưa lại cho em coi đi mà. Ba người ta có tư giá. Chị, trời đất ơi. Làm cái gì mà ầm ĩ dữ vậy? Má Mai. Ủa, sao má Mai đi chợ không cho con đi với? Chị đi chợ với má thì ai ngồi chán. Má, má ngoài đây con đấm bóp cho. Má Mai đừng có tin lời của em Thảo. Con không có chát chít gì đâu. Con hả, gửi mail cho ba dĩ đó. Ờ, mà nè. Dạ. Gửi mail cho ba dĩ á thì nói là cho má Mai gửi lời thăm nghe không? Dạ. Ba yêu của con. Ba ơi, tự nhiên chiều nay ra bờ sông chơi á, con thấy nhớ ba kinh khủng lắm. Con biết á, ba có nhớ đứa con gái nhiều chuyện này của ba không? Ba cứ yên tâm đi, con ở nhà ba Minh với má Mai mới có một tháng mà đã bị béo phì vì ăn quá nhiều rồi đó ba. Lần ba mới về, con thấy ba đã bớt tiều tụy rồi. Nhưng nhìn kỹ thì con thấy trong mắt ba vẫn còn buồn lắm. Ba phải vui lên nha, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Con yêu ba nhiều lắm. Con gái tiên thủy xinh đẹp dễ thương của ba. Mẹ đi, đuổi lên cho được. Anh đi. Anh. Đường nội mày để lại mày. Chạy cái gì vậy mày? Ê ê ê. Đứng lại mày. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Mày bước xuống xe. Ngon mày bước ra đây mày. Mày muốn gì mày? Má mày. Anh à. Gì? Ờ, ông nội tao để lại rồi, sao? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Tao muốn quất mày ra sao? Thứ mày chạy xe mày ngon rồi, động tao mày. Bi, cái gì vậy? Tao muốn kiếm chuyện với mày ra đi. Thôi bỏ đi, sáng giờ rồi. Bỏ rồi. Mày dừng tao với mày. Anh làm gì gây sự với người ta hoài vậy? Cái gì nữa? Anh đã sai rồi, anh còn đôi co làm gì nữa? Kiểu gì là kiểu gì? Đi đi. Em thấy muốn động anh không? Hả? Đi. Thấy không? Mày định có đi không? Hay là em đứng đây làm dữ với người ta? Anh không đi, tôi đi một mình. Ê, 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 Tuyết. Buông ra đi. Tuyết! Tuyết! Chờ anh! Tuyết! Mày chờ tao có lâu không? Mà mày làm gì bây giờ mới tới? Có một cặp trai gái nó đâm thẳng vô đầu xe của tao, cho nên mất chút thời gian. Xin lỗi mày nha. Có gì đâu. Rồi mày có bị sao không? Không. Xe máy bây giờ chạy ẩu quá mày ơi. Tao bỏ đi. Lần này lên Sài Gòn lâu không? Anh Dùng gì ạ? Cho anh ly cà phê đá nha. Anh chờ một chút. Ừ, tao đi công tác ở tại các tỉnh thành trong nước. Giờ về tới Sài Gòn nên ở lại lâu một chút nè.
Mấy tháng trước á, tao có nghe chuyện bà già, rồi vợ mày mất, mà tao lu bu quá, không có đi giếng được. Đừng có buồn tao nha. Mày mà lu bu cái gì? Lu bu với mấy em mắt xanh môi đỏ thì có. Mày cứ thọt vô điểm yếu của tao hoài à. Dạo này á, cái tiệm bán phụ tùng xe hơi á, bà già bà giao cho tao hết luôn, nên tao cứ cắm mặt vô đó. Vậy là chúc mừng mày nha. Số của mày năm nay xui rồi. Còn công việc của mày sao rồi? À, còn thằng Minh nữa. Tự nhiên hai tay chơi Sài Gòn á, lại rủ nhau cưới vợ dưới quê mới ghê. Cũng bình thường, cái đó gọi là duyên nợ đó. Bây giờ xem ra cái duyên nợ của mày xong rồi phải không? Cái duyên nợ lãng xẹt. Thôi, đừng nói chuyện của tao nữa. Bây giờ nói chuyện của mày đi. Chuyện gì? Lúc rày đang cặp với em nào? Hoa hậu hay là mẫu hậu? Bí mật. Mày muốn biết á thì tối nay đi chơi với tao đi. Tao đảm bảo cho mày hài lòng. Nè, mày đừng có nói với tao là mày ăn chay rồi nha. Bữa nay đi với tao đi, tao đãi. Tao không có đi được đâu mày ơi. Không cho phép từ chối nha. Mấy năm mới gặp lại, xả stress một bữa đi. Mày có bề gì á, tao chịu trách nhiệm, chịu chưa? Thôi được, mày hứa thì tao tin. Đi thì đi, nhưng mà tao phải về nhà tắm rửa cái đã. Yên tâm đi, đúng giờ tao nhắn tin địa chỉ cho mày. Ok. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị thưởng thức bài Em đợi điều gì do ca sĩ Thu Tuyết trình bày. Chờ anh vậy? Tao giới thiệu với mày, đây là Long, em họ của tao. Còn đây là Ngày Triệu Mỹ, một địa chủ ở miền Tây đó. Dạ, anh Hùng nhắc anh hoài. Chào Long, đừng tin cái miệng của thằng này. Dạ. Mình làm vậy ly cho ấm bụng nha. Sao cô bé này lại giống Nguyễn Lan như vậy? Hay là mình đã sai rồi? Kết em rồi phải không? À, không. Cô gái này có giọng hát rất là khá. Công nhận, anh chỉ biết nhìn người ghê chứ. Ai cũng nhận ra điều đó mà Long. Long, tí xíu nữa kêu em đó xuống đây tiếp bàn tập. Thôi, nhớ như anh nhỉ. Tiền cái gì mà tiền? Tao đã nói với mày rồi, đêm nay mày là vua ở đây. Mày muốn cái gì tao chiều mày hết. Thằng quỷ, vua cái gì mà vua? Mày yên tâm đi, quán này thằng Long nó có cổ phần lớn, lời của nó là mệnh lệnh. Mấy em hát ở đây đa phần là sinh viên, dễ thương, có học hành. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nên chảnh lắm. Xin cảm ơn. Nhưng vì cần tiền làm mấy cái chuyện đó luôn. Với lại dạ, tụi mình có tiền, gọi ai mà không giả, đúng không? Dạ thưa đây, trước khi tiếp tục chương trình, xin quý vị khán giả cho ban nhạc chúng tôi nghỉ giải lao trong giây lát.
Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Thu Tuyết. Dạ, em chào hai anh. Em tên là Thu Tuyết. Cậu cứ yên tâm, mọi việc xong rồi. Ok. Mấy anh không định mời em ngồi sao? Xin lỗi người đẹp, mời em ngồi. Mời em. Giới thiệu với em, đây là Triệu Vĩ, bạn thân của anh. Dạ. Em có giọng hát hay lắm. Cảm ơn anh đã khen. Nào, mời em. Nè, hôm nay mày cứ chơi, cứ quậy. Có chuyện gì, tao chịu trách nhiệm nha. Vô. Của thiên nhiên, đất đai, thổ nhưỡng rất lý tưởng cho các loại cây công nghiệp chủ lực như trà, cà phê, dâu tầm và những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá được sản sinh ngay từ lòng đất như quặng bauxit, cát silic hay vật liệu sản xuất cao lanh là nền tảng để phát triển nền công nghiệp nhẹ, làm nên những mặt hàng chiến lược cao cấp phục vụ đời sống khi đã hội nhập với toàn cầu. Được xuất xứ từ Bảo Lộc trên dải đất Nam Tây Nguyên kỳ vĩ này, với cảnh quan thiên nhiên đẹp mơ màng đến mê hoặc lòng người, Bảo Lộc còn Mỹ Lan về tiềm năng du lịch. Em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh nha. Thằng cha này xỉn quắc cần câu rồi mà còn kêu tên, không biết cô đó là người tình hay là vợ của ổng nữa. Em đây. Hôm nay em bay rồi. Vậy nha. Alo. Ông hả? Tôi đang ở khách sạn này. Cảm ơn nha. Giờ ngủ luôn. Mai tôi mới về. Hả? Ông nói cô nào? Đến hương vị của từng sản phẩm tạo nên những gu thưởng thức rất đa dạng mà các danh trà. Anh tỉnh rồi hả? Cho chư vị ngọt ngào, thanh tao, biết rồi, có gì mà nói tiếp nha. Trong không gian bao la,
với chất lượng cao nhất để thực khách có thể. Anh có đói bụng không? Để em gọi khách sạn làm cái gì cho anh ăn nha. Không cần đâu. Em mặc đồ lại đi. Họ cũng không thể tách rời. Bộ anh không muốn với em hay sao? Thơm ngon, quyến rũ của xứ Trà. Anh không hiểu ý của em. Anh thích em đóng vai một bà xã hay là cô tình nhân bé nhỏ? Những thương hiệu trà. Anh không thích kiểu nào hết. Không thích. Không thích thì tại sao lại vô khách sạn với em? Nè, em phải nói cho rõ ràng là em đưa anh vô khách sạn. Và lúc đó anh đang trong tình trạng say mềm. Ý của anh là em dụ dỗ anh vô khách sạn à? Em mặc đồ vô đi. Anh thật sự không muốn em. Anh không thích mình bị gài bẫy đâu. Vậy chẳng lẽ anh muốn em ra khỏi đây vào lúc 2 giờ khuya hay sao? Em mặc đồ vô đi. Nếu không về được thì ở lại đây. Đêm nay anh chỉ cần em rót rượu. Em gọi lễ tân cho anh chai rượu thứ hồi nãy nha. Em thích ăn gì thì gọi luôn đi. Anh đi tắm đi. Sự khởi sắc của một đô thị đang trên đà phát triển toát lên từ nhịp sống sinh hoạt của người dân vốn quen biết chậm chậm êm đềm ở xứ Trà Lao xưa, nay đã trở nên hối hả hơn trong dòng người xe nhộn nhịp và những tuyến xe buýt ngược xuôi mỗi ngày để phục vụ đời sống dân sinh, đáp ứng nhu cầu xã hội. Cái gì? Nó bị khùng hả? Cái vụ này á, phim Hàn Quốc á, còn chưa có đâu nha. Vậy mới ngộ. Cả đêm á, anh chỉ ngồi nhìn tao, không có làm gì hết trơn á. Thằng đó chắc có vấn đề gì mày ơi. Mày biết không, anh uống rượu tới sáng, nhìn tao trân trân vậy đó, rồi hỏi hàng qua loa thôi à. Như vậy hả, tao thấy chán chết, có gì đâu vui. Mới đầu á, tao cũng thấy chán chán, nhưng mà một hồi thấy cũng thú vị. Vậy mà thú vị cái gì? Buồn ngủ thấy mẹ luôn. Mà lần đầu tiên tao thấy một thằng đàn ông không háo sắc. Coi chừng nha, tao nghi lắm. Nghi gì? Một, nó là một thằng biến thái. Hai á, là nó đang âm mưu một cái điều gì đó. Trời ơi, tao thấy có gì đâu. Nghi gì mà nghi chứ. Bọn nhà giàu tụi nó hả? Ý có tiền là làm nhiều trò lắm mày ơi. Hình như tao giống với một người quen nào đó của ảnh. Sao mày biết? Thì qua cách ảnh nhìn tao á. Tao cũng hy vọng là cảm giác của mày đúng á. Chào hai em xinh đẹp. Nhìn là thấy ăn không vô rồi. Tao bắt ói dễ sợ luôn mày. Ủa, ăn không vô hả? Đưa đây. Trời ơi, đồ ăn ngon vậy mà ăn không vô. Tao đi quét nhà. Đúng rồi, đồ chay á chỉ có dành cho những người lương thiện mới ăn được. Những người tâm ác á, ăn không vô phải rồi em ơi. Nhà quét suốt ngày à, mà sao rác quá trời vậy ta? Mà rác bẩn không hả? Khoan. Ê, bỏ giày ra. Bỏ giày ra. Em đá nó ra giùm anh đi. Đó. Trời ơi, vậy xịn cưng. Trời. Cái mặt nhìn không có ưa. Tối qua tụi nó bo nhiều ông cưng. Nghe ông nói á, nó giàu lắm, đại gia ở miền Tây. Lấy một ít thôi. Để làm một ít cho tôi đi mua phấn son. Ừ, ba biết rồi mà. Cuối tuần ba về, có quà cho con đó. Bye bye con gái yêu. Alo.
Sao em có số điện thoại của anh vậy? À, đêm qua em lấy điện thoại của anh bấm sang máy của em đó. Thì ra là vậy. Nhưng có ai nói với em điều đó là bất lịch sự hay không? À, em xin lỗi. Nếu mà anh không thích vậy thì mai mốt em sẽ không làm vậy nữa. Em nói đi, tìm anh có chuyện gì? Tại vì em thích tính cách của anh nên em muốn kết bạn với anh, được không? Không, anh xin lỗi. Anh không có muốn nói nặng với em, nhưng anh và em là hai thế giới khác nhau. Chúng ta không thể nào nảy sinh bất cứ vấn đề gì với nhau hết. Anh khi dễ em. Em xin lỗi. Em cứ ngỡ mình gặp được một người đàn ông tốt, thì ra em lại ảo tưởng nữa rồi. Không, anh không khi dễ em. Nhưng anh là người đã có gia đình. Anh không muốn con gái anh biết được hành động vui chơi ngoài lề của mình. Anh không thích bị con gái của mình xem nhẹ. Cho nên anh mong là em hãy quên anh đi. Em không trách anh. Nghề của em đáng bị đối xử như vậy. À, em muốn hỏi anh, hình như em giống một người con gái nào đó mà anh rất yêu phải không? Sao em biết? À, vì em là phụ nữ mà. Đó là một câu chuyện cũ. Anh xin phép, anh phải đi trước. Tao xúc liền. Ê cha, hôm nay đi chơi đẹp dữ vậy ta. Đi chơi vui không em? Ê, có gì vui không? À quên. Sao em, kiếm khá không cưng? Khá cái gì mà khá? Chỉ là đi chơi thôi, lấy đâu ra tiền chứ. Đi chơi là sao? Đi chơi chùa hả? Anh có liêm sĩ một chút đi, không có tiền đâu. Hôm nay tôi mệt, tối nay tôi sẽ ở nhà. Ở nhà là sao? Ở nhà lấy tiền đâu mà xài. Anh có giỏi á thì làm việc mà kiếm tiền đi. Em mệt hả? Em mệt ở đâu? Đâu, em mệt ở đâu anh so bóp cho. Để anh đấm vai cho. Đâu, em nhức ở đâu? Anh so bóp cho. Khỏe chưa? Em, tối nay có khách sộp. Anh lỡ hứa với người ta rồi, ráng đi nha. Em giữ nguyên nha. Để anh bấm quyệt cho nha. Trời ơi, đỏ hết luôn rồi nè. Để anh... thương cũng vàng quá à. Cậu dùng mạnh đi chứ. Em muốn yêu lắm. Hay là để Tuyết hầu rượu anh. Tuyết, Tuyết hầu rượu giỏi lắm anh. Anh, nè, thoải mái đi anh, coi như người nhà nhé. Em muốn ăn thêm gì không? Cứ kêu thoải mái nha cưng. Hôm nay tôi mệt, tôi xin lỗi. Ủa, như vậy là sao? Mày làm ăn kiểu vậy đó hả? Dạ, chắc tại bị mệt đột xuất đó anh. Ông trời ơi, tôi muốn đổi đời. Tôi muốn thay đổi có được không?
Alo, có chuyện gì vậy Hùng? Alo, mày đang ở đâu vậy? Sáng giờ tao gọi cho mày muốn cháy cái máy luôn vậy đó. Tao mới ngủ dậy, tối hôm qua nhậu say quá. Mày gọi tao có gì không vậy? Nè, mày dậy tắm rửa đi, nửa tiếng nữa tao qua tao rước. Đi đâu? Thì đi đổ gió, đi giải sầu chơi. Thôi, mày đi đi, hẹn khi khác, vậy nha. Tôi lấy cái này, cô tính tiền đi. Dạ. Chào luật sư, hy vọng mọi chuyện tôi nhờ sẽ tiến hành được tốt. Cậu đã giao cho tôi thì cậu cứ yên tâm đi, tôi xin phép tôi về trước. Chào. Dạ xin lỗi chị, thẻ của chị không còn tiền. Ủa sao lạ vậy? Cô xem lại giùm tôi đi. Hôm qua tôi thấy còn nhiều tiền mà. Dạ chị có thể kiểm tra lại. Em còn tiền không? Anh đang cần xài. Em hết tiền mặt rồi. Anh muốn lấy thì rút thẻ đi, mà lấy ít thôi đó. Chắc có lẽ là tôi quên, tôi không lấy chiếc nhẫn này nữa, làm phiền cô. Nếu cô ấy không mua thì tôi sẽ lấy chiếc nhẫn đó. Dạ. Xin lỗi. Như? Cái đó giá bao nhiêu vậy? Dạ anh cần chi tôi vậy? Sẽ trả tiền cho cô ấy. Dạ 1.800.000 ạ. Em không lấy chiếc nhẫn này nữa, anh không cần phải thanh toán cho em. Anh mua tặng em mà. Em không cần, anh muốn mua thì anh mua cho anh đi. Xin lỗi, tôi không mua nữa. Dạ. Cô gái này cũng còn chút lòng tự trọng. Mình lên Đà Lạt luôn đi Bi. Đi đâu vậy? Trời ơi, anh ngồi đợi em cả mấy tiếng đồng hồ em biết không? Ăn gì chưa? Anh chở anh đi ăn nha. Ăn cái gì mà ăn? Tôi mới vừa bị giật cái bóp đó. Nói thiệt không đó? Hay là em sợ anh lấy tiền của em rồi bây giờ em dựng chuyện em nói như vậy? Cái gì mà dựng chuyện? Anh nói cái gì vậy? Hả? Tôi bị giật cái bóp rõ ràng như vậy mà anh kêu là tôi dựng chuyện lên để làm cái gì? Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì anh mà sao kiếp này tôi trả hoài không hết vẫn biết nữa. Tôi đi ngủ hết thằng này tới thằng khác, khổ muốn chết vậy á. Muốn mua cái gì cũng không đủ tiền mua. Anh là quan gia nghiệp trướng của tôi mà. Anh xin lỗi, nhưng nếu anh không để em làm như vậy thì lấy tiền đâu trả nợ. Em cũng biết mà, tiền nợ của tụi mình á đến bây giờ vẫn chưa trả hết nữa. Thôi em cố gắng đi nha. Sao anh không nói là cái tiền chích hút của anh á cũng nằm ở trên người của tôi nè. Chìa khóa đâu? Chìa khóa gì? Chìa khóa nhà chứ chìa khóa gì? Ủa đâu có mang theo đâu. Ủa rồi chìa khóa em đâu? Trời ơi, tôi bị giật cái bóp chìa khóa nằm ở trong đó luôn chứ đâu. Thôi vậy thôi, đợi Thu về thôi chứ biết sao giờ. Đi ăn không? Không. Thôi vậy thôi em đứng đây đợi nha, anh đói quá. Nếu như có cơ hội, mình sẽ nắm bắt anh ấy. Nhất định mình sẽ rời khỏi nơi đây làm lại từ đầu. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng mới tới thôi. Em xin lỗi, tại vì em đang có vài việc dang dở bên trung tâm phải làm cho xong. Anh tìm em có chuyện gì không? Qua đó ngồi đi. Anh cần bàn với em một số việc, chuyện thực hiện mong muốn của má anh đó mà. Thì chuyện đó anh tính sao cũng được mà, em đâu có biết gì đâu. Anh muốn thực hiện rõ ràng để má anh có thể mỉm cười nơi chính suối. Trong di chúc có ghi, ngoài phần cho trung tâm còn phần của thằng Đức nữa. Cái đó em không dám nhận đâu.
Không dám thì cũng phải dám. Vì theo luật, anh và em đồng thừa kế, và anh cũng đã làm thủ tục chuyển hết cho em rồi, cả phần của anh nữa. Trời ơi, sao anh lại làm như vậy? Vì anh thấy em cần nó hơn anh. Em cần nó để vun đắp ước mơ cho bao đứa trẻ bất hạnh. Chắc chắn má anh và con sẽ yên lòng. Ngay cả anh cũng rất là khâm phục em. Luật đàng hoàng à. Em mà không chấp hành là công an bắt em đó. Trời, anh không có can thiệp được đâu à. Anh đừng có hù em. Em không có còn ngốc nghếch giống như hồi đó đâu à nha. Anh chưa bao giờ thấy em ngốc hết. Khôn vàng trời thì có. Em rất vui khi thấy anh vui vẻ như vậy. Cả anh và em nên nghĩ đến tương lai, bỏ hết những chuyện không vui. Cuộc đời còn có nhiều thứ đáng cho mình sống mà. Ừ, dạo này anh đi công tác nhiều nơi, gặp nhiều người, thấy cũng khuây khỏa. Thấy phải còn học ở cuộc sống này nhiều thứ lắm. Anh biết không, giống như những đứa trẻ ở trung tâm này, cuộc sống còn quá nhiều nỗi bất hạnh. Nhưng khi về đây, tất cả đều trở nên hồn nhiên, đúng như lứa tuổi của nó. Em bây giờ có hàng trăm đứa con. Má Lan giỏi thiệt. À, em cho anh hỏi câu này. Mà thôi. Có gì mà sao anh ngập ngừng quá vậy? Sao trên đời này lại có người giống em như vậy chứ? Cuối cùng thì mình cũng thấy được niềm vui và hạnh phúc trong ánh mắt của Mỹ Lan. Đúng là cuộc đời không vùi dập được thành Lan bé nhỏ mà rắn rỏi này. Vậy cũng yên tâm cầu chúc cho em luôn hạnh phúc. Dạ em mời chị. Sao rồi, anh Hùng nói sao? Anh Hùng nói á là để em tính. Có gì á anh sẽ liên lạc sau. Mẹ nó, vậy là đối nhân răng nữa rồi. Anh coi em là món hàng để buôn bán hả? Không coi em là cái cần câu cơm. Vậy chứ coi anh hả? Em không thích anh nói chuyện cái kiểu đó nha. Anh bổ bả như một thằng giang hồ từ lúc nào vậy hả? Thôi anh xin lỗi. Anh xin lỗi đại gia phu nhân. Anh nói chuyện tào lao không à? Thôi bây giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Sau khi liên hệ lại với thằng đó, em phải tìm cách đưa thằng đó lên giường. Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Đàn ông, thằng nào mà không hâm gái? Mèo nào mà chơi mở chứ hả? Anh Hùng còn chết lỗ chân trâu nữa mà. Anh Triệu Dĩ không giống như những người đàn ông khác đâu. Em cứ cho nó uống thật sai đi. Tử lượng của em thằng nào chịu nổi. Em không muốn chinh phục anh ấy bằng cách đó. Còn cách nào để nhanh hơn nữa đâu? Nghe lời anh thì em mới nhanh có tiền được. Hay là động lòng với thằng đó rồi? Em mơ đi nha. Em chỉ là thứ tình dục giao dịch, không hơn không kém. Đừng có nghĩ sâu xa ha. Sẽ có ngày khổ thân á. Mình sẽ chinh phục được Triệu Dĩ bằng tình yêu. Hơi thẫn dữ vậy? Đâu có gì đâu. Xạo, kiểu này á là nhìn anh nào nên mới thơ thẩn như vậy, đúng không? Không phải. Tự nhiên chị thấy nhớ nội, nhớ anh Đức, nhớ má và cả ba dĩ nữa. Chị đừng buồn nữa, chị mạnh mẽ lên. Chị không sao đâu. Bây giờ á là chị cảm thấy vui rồi. Tại vì chị thấy ba dĩ vui vẻ như vậy.
Ủa, sao mày ở đây? Thì mày thì phải ở đây chứ đâu. Có chuyện gì hả? Cái thằng này, mày không mời tao vô nhà hả? À quên, thôi vô nhà đi. Mày ở nhà một mình hả? Ừ, mày uống gì không? Ừ, cái gì cũng được. Ờ mà thôi, khỏi nước nôi gì hết, mày thay đồ đi, tao chở mày đi ăn. Ờ, tao... Nè, tao tới tận nhà đón mày, mày còn định từ chối nữa hả? Đi thay đồ đi, nhanh lên. Ừ, ừ, mày chờ tao một chút nha. Ừ. Em gái hả? Uống đi. Mọi chuyện đã qua thì mình cứ cho nó là quá khứ đi. Mày đừng có buồn nữa. Bây giờ mày phải vui lên, để còn phải lo cho tương lai, lo cho con gái của mày nữa. Tao biết, cho nên tao cũng đang cố gắng đây. Tao hỏi thiệt mày nha, mày có thích Tuyết không? Tuyết? Ừ. Tại sao mày lại hỏi tao như vậy? Thì tao thấy mày cũng nên tìm vài người bạn gái, để có người chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Tao nghĩ là Tuyết là người con gái mà mày có thể kết bạn được. Tuy tao nổi tiếng là một thằng ăn chơi thiệt, nhưng tao không phải là một người không biết nhận xét. Hôm trước tao thấy mày nhìn Tuyết giống như là một cái gì đó thân thương lắm thì phải. Nếu mày thích thì bao cẩu vài tháng, có hại gì đâu. Tao chưa nghĩ tới chuyện đó. Ta ra ngoài nghe điện thoại cái. Ừ. À, mày nên suy nghĩ tới cái chuyện mà tao vừa đề nghị. Biết rồi. Dạ, anh Hùng nói là anh nghe điện thoại. Alo, mày tính chơi tao đó hả? Dân mọi ngôi đến miệng, mày còn chơi nữa hả? Hôm nay mày không được trốn á. Mày mà trốn á là tao khi dễ mày đó. Chơi một bữa cho xả chết đi, cho thoải mái đi nha. Bye. Ờ, anh, cái điện thoại đó của em. Em ngồi đi. Dạ em. Ngồi đi. Ừ. Dạ. Em uống đi. Chị sao vậy? Đang bực mình. Sao mà lại bực mình? Thôi chị ăn chè đi, ăn chè là hết bực mình liền à. Nè. Thôi chị không ăn đâu. Không ăn đúng không? Vậy thì em sẽ ăn hết. Chè khoai lang bột bán, nước dừa, thơm nức mũi. Không ăn là một sự thiệt thòi to lớn đó nha. Không ăn đúng không? Em ăn à? À. Ngon thiệt không? Ngon. Chị ăn đi. Ừ. Vậy thì ăn. Ừ. Mà sao chị lại bực mình vậy?
Chị chat với ba Dĩ mà không thấy ba trả lời gì hết á. Trời ơi, vậy có một mình nữa. Chắc ba Dĩ đang bận công chuyện gì đó thôi. Mặt em bị dính gì hả? Sao anh không ăn uống gì hết trơn vậy? Anh ngắm em ăn là đủ rồi. Ừ. Lần đầu tiên em thấy có người ngồi ngắm người khác ăn mà cũng no bụng đó. Em ăn nữa đi. Ừ. Em không ăn nữa đâu. Em no quá trời luôn rồi. Đi về hả? Sao gấp quá vậy? Không. Chứ sao anh? Đi đâu? Giờ chúng ta đi Đà Lạt chơi. Đi Đà Lạt? Lúc đó em đã rất sung sướng vì bỗng nhiên có người nhận đào tạo em thành ca sĩ chuyên nghiệp. Giống như đi một bước lên thiên đường vậy. Cảm ơn nhé. Liên hoan tiếng hát sinh viên luôn nha. Nổi tiếng vậy đừng có quên từ này nghe. Chắc chắn rồi. Chúc mừng em. Hôm nay em thật tuyệt vời. Tặng em. Dạ cảm ơn anh. Xin tự giới thiệu với em. Anh là Edith Nguyễn, Việt Kiều Mỹ, giám đốc công ty đào tạo ca sĩ Sao Thế Giới. Dạ chào anh. Ngày mai em rảnh không? Anh có thể mời em một ly cà phê được không? Dạ được. Trong giới nghệ sĩ em cứ hỏi, không ai là không biết công ty Sao Thế Giới của anh. Công ty anh á, chuyên đào tạo, huấn luyện ca sĩ chuyên nghiệp. Em biết mấy ca sĩ đang nổi bây giờ không? Quách Ngọc Diệp, Tony Cường, Hồ Thu Trang, hay là Triệu Hồng Phước. Top 8 idol vừa rồi, hết phần nữa là gà của anh đó. Vậy hả anh? Em hát rất hay. Mà cũng đương nhiên rồi, em hát hay á thì mới đọc giải chứ. Dạ, đó chỉ là phong trào sinh viên thôi mà. Em có một chất giọng rất đặc biệt, rất là hiếm có. Em hát hay á thì miễn bàn rồi. Nhưng mà em biết em đang thiếu cái gì không? Dạ, là gì vậy anh? Về giọng hát, thanh nhạc thì anh không dám bàn, vì anh không muốn múa đều qua mắt thợ với các thầy cô của em. Nhưng mà phong cách hát chuyên nghiệp, sự quyến rũ và bản lĩnh trên sân khấu của một ngôi sao, tất cả những điều đó công ty của anh sẽ đào tạo cho em trong thời gian ngắn nhất. Vì em đã có tất cả các tố chất để trở thành một diva mới. Hãy về với công ty của anh. Là sao em vẫn chưa hiểu lắm? Có gì đâu mà không hiểu. Anh sẽ ký hợp đồng độc quyền với em. Chỉ trong một đêm thôi, từ một cô bé lọ lem, em sẽ trở thành một bà hoàng. Em không cần phải lo gì hết. Đây là một cơ hội hiếm có cho em đó. Dạ, nhưng mà anh cho em suy nghĩ lại lời đề nghị này nha. Mọi chuyện đến đột ngột quá, em chưa có kịp chuẩn bị gì hết. Ok em, không sao đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, hay là có thể tham khảo thêm ý kiến gia đình. Đây là danh thiếp của anh, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thấy đó cũng là một cơ hội tốt mà, có phải không?
Cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy đâu anh. Thực ra thì chuyện này anh cũng rất ngại. Xưa giờ công ty mình chưa có tiền lệ như vậy bao giờ. Chủ trương của công ty là không thu một đồng nào của ca sĩ hết. Chỉ thu khi có hợp đồng quảng cáo và hợp đồng biểu diễn thôi. Dạ. Em cứ coi như là công ty vay của em đi. Lần này mình không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Tài này là chuyên gia số 1 của Hàn Quốc đó. Ông ấy từng là thầy của Biren. Em biết Biren chứ? À dạ em biết. Bi là thần tượng của em đó. Đẹp trai, diễn xuất hay, hát hay mà nhảy đẹp lắm anh. Thật may là được rồi, khi anh sang Hàn Quốc anh gặp được ổng liền. Nghe thông tin về em, ổng nhận lời liền. Vậy hả anh? Nghệ sĩ mà, em cũng biết rồi đó. Họ rất thích thử thách bản thân. Vậy hả anh? May quá. Ơi, ông tới rồi kìa. Good evening. Yeah. This is Tuyết. She is the best singer of my company. Chào cô. Dạ chào. Mình ngồi đi. Còn đây là Mr. Lee, chuyên gia nổi tiếng người Hàn Quốc, bậc thầy của những nốt nhạc đó nha. Vậy hả anh? Anh đã nói với em rồi đó. Bây giờ hai người làm quen với nhau đi. Dạ. Cô Tuyết, cô đẹp lắm. Dạ. Anh, ông biết nói tiếng Việt á. Ông biết nói lớn lớn thôi. Vậy hả? Hôm nay mình phải ăn uống no say để ăn mừng mới được. Rồi ngày mai mình sẽ bắt đầu công việc sau. Tương lai của em sẽ rất sáng lạn đó nha. Diva mới của làng nhạc Việt. Anh. Hả? Em đi toilet chút được không? Em đi đi. Dạ. Tôi xin phép chút. Cô gái để bán trinh cho mấy thằng Đài Loan. Tôi chỉ riêng mình em. Em thiệt là khổ quá. Phải chi mọi chuyện chỉ dừng lại nhiêu đó. Còn chuyện gì có thể xảy ra nữa? Không có tiền trả nợ, bọn cho dây nặng lãi hàng ngày hăm dọa đòi lấy đất của má em. Không chịu nổi, bà đã qua đời sau một cơn đau tim. Nên đừng gì hả em? Thì đó, hắn nói cho công ty kẹt tiền mặt mà lại may mắn mời được chuyên gia cho em. Cho nên hắn nói đưa trước cho hắn 300 triệu, sau này hắn sẽ trả lại. Mà nhà em thì làm gì có tiền. Má em phải cầm cố căn nhà đang ở dưới quê. Trời ơi, đúng là khốn nạn mà. Cuộc đời nó như vậy mà anh. Ít ra là với em. Nghe em kể,
mà anh còn thấy đau đớn. Huống chi bao nhiêu chuyện dồn dập với em như vậy. Má mất, quá đau buồn. Em không còn chỗ dựa. Em từng có ý định tự tử. Em đã ra đến cầu. Nhưng thôi, em nghĩ lại. Mình phải sống, mình phải kiếm thật nhiều tiền. Phải quăng tiền vào mặt những kẻ hợm hĩnh đó. Nhưng trước mắt, em phải trả nợ trước. Rồi em vào Sài Gòn. Đi hát ở phòng trà, quán bar. Thù lao đâu có bao nhiêu đâu anh. Em không giữ được mình nữa. Mà cũng đâu còn gì nữa đâu mà giữ anh. Còn chứ em. Cuộc đời còn dài mà. Bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Có thật không anh? Thật chứ. Khi nào rảnh, anh sẽ kể cho em nghe chuyện của bạn anh. Bất hạnh cũng không thua về em đâu. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ vượt qua hết mà. Từ nay em hãy quên những chuyện đau buồn đi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Thật không anh? Ừ. Em hãy quên quá khứ đi và bắt đầu cuộc sống mới có được không? Cuộc đời em như vậy rồi, em không thể nào quay lại được nữa. Có những chuyện không phải mình muốn là được đâu anh à. Anh có thể nào tin một kẻ sát nhân vừa mới giết người xong, hắn hoàng còn gào xuống và hét lên: từ mai tao sẽ không giết người nữa, tao muốn làm người lương thiện. Anh có tin không? Mà em đâu phải là kẻ sát nhân. Mà nếu có là kẻ sát nhân, đâu phải tâm hồn lúc nào cũng nhuốm máu đâu. Không gì là không thể. Nếu em chịu làm lại cuộc đời, anh sẽ giúp em. Kể cả ước mơ ca hát, nếu như em muốn. Chuyện là vậy đó, mày thấy sao? Mày có chắc là câu chuyện đó có thật không? Tao thì chưa tin lắm. Mày là thằng đa nghi nổi tiếng mà. Tao tin. Nhìn vào đôi mắt Tuyết, tao tin là cổ không có nói dối tao. Thì cứ tin là vậy. Rồi mày tính sao? Cứu một con người thì dễ, nhưng cứu mang một cuộc đời thì khó lắm. Mày đừng có giỡn. Tao thì cũng chưa biết làm sao. Mà mày nè. Cái gì? Không hiểu sao Tuyết lại giống Lan như hai giọt nước vậy. Nếu mà bằng tuổi, chắc chắn sẽ tưởng là sinh đôi đó. Ngộ vậy hả? Mà trên đời này, người giống người thì thiếu gì. Nhưng mà trong chuyện này, mày phải suy nghĩ chín chắn. Sao, có vấn đề gì hả? Một, nếu mày thích thì nên ăn bánh trả tiền. Xong, đường ai nấy đi. Đừng bao giờ để những phiền phức xảy ra. Mày làm như tao là thằng hùng vậy. Tao nói thiệt, như nói vậy là tốt đó. Còn hai, là mày đừng vì Tuyết giống Mỹ Lan mà cố yêu sẽ gây khổ cho người ta. Chuyện tình cảm thì đến giờ mày đã gây đau khổ cho hai người phụ nữ rồi đó. Mày nói cũng có lý. Để tao suy nghĩ thêm. Còn nếu mày cảm thấy yêu thật lòng á, thì cứ tiến tới. Tao cũng thấy mừng vì mày vui. Ừ, trong tao cũng có một tình cảm. Nó lạ lạ. Mày đó, tình cảm với em nào cũng lạ hết. Thằng quỷ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Kể tao nghe chuyện dưới nhà đi. Ừ. Mày đi, để là một núi việc. Nhưng bây giờ cũng tạm ổn rồi. Tiên Thủy có vẻ tạm quên đi cú sốc, học hành rất giỏi. Phước đức cho mày lắm đó. Tao mang ơn vợ chồng mày nhiều lắm.
Ơn nghĩa cái gì? Có điều tao thấy lâu lâu tao mới lên Sài Gòn, mà mày cho tao ngồi quán cốc như vậy, tao nói thiệt mày keo lắm luôn đó. Tao muốn ngồi đây với mày để nhớ lại thời đi học. Còn bây giờ mày muốn đi đâu thì tao chịu. Quán cốc thì quán cốc tiếp, vậy thì bờ kè thẳng tí. Ở đây là đâu vậy anh? Đi theo anh rồi sẽ biết. Wow. Em vô đi. Đẹp quá anh. Em có thích không? Em đâu có cần phải ở nơi sang trọng như vậy đâu anh. An cư thì mới lạc nghiệp được chứ em. Em xinh đẹp thì nhất định phải ở nhà đẹp. Phải đẹp em mà. Nghĩ tới cái đẹp để không phải nhớ tới những điều không đẹp. Em cảm ơn anh. Em không phải cảm ơn anh đâu. Anh cũng vui khi thấy em vui. Miễn là em chấp nhận làm lại cuộc đời thì việc gì anh cũng giúp em hết. Cố gắng lên em nha. Dạ. À, cái tivi này hơi nhỏ, để vài bữa nữa anh mua cái tivi khác lớn hơn. Ừ. Ý anh, ở đây mát và thoáng quá anh ha. Ừ, đây là ban công. Ừ. Nhà này có hai phòng, đây là một phòng. Ừ. Còn đây là nhà kho. Nhà kho. Đây là nhà vệ sinh. Đẹp quá. Còn đây là một phòng nữa, em muốn để đồ gì trong này cũng được hết. Ừ. Còn phòng ngủ là bên này. Thích quá. Trong nhà đầy đủ tiện nghi luôn á. Anh, từ bây giờ trở đi em sẽ nấu cơm cho anh ăn, khỏi phải đi hàng ăn quán chi mất công anh ha. Biết nói mới nói à nha. Đừng có mà nói cho xong rồi bắt anh ăn mì gói, tội nghiệp anh lắm mà. Nè, đừng có khi dễ em nha. Chưa thấy chưa tin phải không? Được rồi, nếu cần á thì hôm nay em sẽ cho anh nếm mùi tuyết khen cúc. Vô phòng ngủ coi đi. Ừ. Đẹp quá anh ơi. Ủa, đây là công viên. Công viên hả anh? Ừ. Chết, anh quên mất. Anh có cuộc hẹn, bây giờ anh phải đi liền rồi. Em ở nhà nha. Ở tạm đi, mai anh chở đi sắm sửa thêm một số đồ nữa. Ừ, anh đi giải quyết công việc đi. Em tự lo được mà. Ừ. Em giữ chùm chìa khóa này đi. Có đói bụng thì em cứ ăn trước nha. Ngoài cổng có tiệm phở ngon lắm. Vậy hả anh? Ừ, anh đi nha. Dạ. Ừ. Bất ngờ quá. Giống vợ chồng son quá. Alo, anh cần gì? Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở dưới này nè. Hả? Sao anh biết tôi ở đây? Làm gì lâu dữ vậy cưng? Bắt anh chờ tiếng mấy rồi đó. Ngồi đi. Định trốn anh đi xe tổ Uyên Ương hả? Tôi cần gì phải trốn anh? Không trốn. Vậy mấy bên này cô đi đâu? Tôi đi đâu buộc phải báo cáo cho anh biết hả? Ừ. Đi đâu cũng phải nói anh một tiếng chứ. Làm anh lo lắng đi tìm em khắp nơi à? Anh đi tìm tôi trong mấy cái chiêu bài cá đũa đá banh hay là cái chỗ anh chích choác á, là có tôi liền chứ gì. Anh nói thiệt mà. À em, em đưa anh ít tiền đi. Em bỏ đi mấy ngày nay không có tiền, anh đói quá.
Tiền đâu mà đưa cho cái túi không đáy nhanh hoài vậy? Mà anh tiêu xài vừa vừa thôi chứ, tôi đâu phải là cái máy ăn tiền cho anh đâu. Nè, cho anh hai tờ nữa đi, anh còn phải đi sửa chiếc xe nữa. Cũng ngu vậy hả? Cặp với đại gia mà xài mấy cái thứ này làm sao mà cột chân nó được. Rì. Tại sao anh luôn luôn có tư tưởng lợi dụng người khác vậy hả? Ôi, em nói vậy sao được, đó chỉ là một cách cân bằng cuộc sống thôi. Chuyển một ít tiền trong túi người giàu sang túi của những người nghèo như chúng ta, đó là cân bằng cuộc sống. Anh thiệt là đê tiện hết sức mà. Bao nhiêu năm nay anh cứ xài tiền của tôi, tôi trả nợ cho anh như vậy chưa đủ hay sao? Thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ thống nhất như vậy, mỗi tuần em đưa anh 5 chai. Bây giờ anh đang cần lo một số chuyện. Anh vậy ha? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ. Tự tin đi. Anh anh đi nha cưng. Cho chị một ly cà rốt đi. Dạ. Cho tôi cà phê. Dạ, đá. Anh chị cho em chút. Em vô quán này lần nào chưa? Dạ chưa, em đi ngang hoài à, mà không có biết là bên trong nó đẹp như vậy. Mưa lại rơi, đi khắp nơi chỉ thấy Sài Gòn cà phê là nhất. Sài Gòn giống như xứ sở của cà phê vậy, sang trọng cũng có mà bình dân cũng có. Ngồi yên nha. Ngồi yên. Gì vậy? Ngồi yên đi. Anh chụp hình em hả? Anh là mây, mây hoài bay để em đắm cay. Em ở đây vẫn chờ anh, em đợi điều gì? Ngày đó anh ra đi, anh không nói câu gì. Em giật mình hoang mang, nhận ra anh lừa dối. Gục ngã em chơi vơi, rớt nước mắt nghẹn lời. Thế giới sụp đổ trước mắt em. Hợp lắm đấy. Trôi qua yêu thương vẫn chưa nhòa, em đợi bình minh lên và anh sẽ lại đến, đợi mãi trong cô đơn nước mắt rất lặng thầm, em chờ đợi anh trong nỗi buồn. Yeah. Mưa lại rơi, em lại mong, em lại nhớ người. Vai của em, vai của em lạnh trong đêm tối. Không còn anh. Trời ơi, chết rồi. Thôi đi về đi em, anh mệt quá rồi. Đi về. Thôi được rồi, đã nói là đi làm rồi. Trời mà ơi, chưa, đứng lại coi. Nghiêm. Nè. Trời đó, đi làm được rồi. Xong rồi phải không? Ừ. Thưởng nè. Nè, con nó thấy bây giờ. Trời đất, con cái nó lớn rồi, nó phải hiểu cho tình yêu của cha mẹ chứ. Cha mẹ càng thương yêu nhau, gia đình càng hạnh phúc. Cái gì nó cũng được hết á. Thôi đi làm nha. À mà nè, anh lên Sài Gòn gặp anh Vĩ hay sao rồi? Nó đang yêu. Hả? Anh nói anh gì? Anh cái gì vậy? Đa nghi quá. À, nó dặn anh á là đừng nên nói cho bé Thiên Thủy biết, để nó sắp xếp hết mọi chuyện rồi báo cho Thiên Thủy biết sau. Đúng là đàn ông mà, vợ mất chưa bao lâu á mà đã ra ngoài tòm tèm rồi. Anh coi chừng á, anh mà lén phén hả là chết với em á. Là dính dấu tay đầy eo luôn hả? Ừ. Biết rồi, tôi đi làm. Bye bye chồng. Thank you.
Nhảy đi. Mấy cái loại người như cô á, chết đi là vừa rồi. Nhảy đi. Cô chết rồi á, có gì tôi gọi người đi vớt xác cho cô. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Em cố gắng ăn cho lại sức. Không, anh để đó đi. Chút nay em ăn được mà, em không sao đâu. Không sao gì mà không sao. Người em nóng ran kìa. Mà sao em làm chuyện dại khờ quá vậy? Cuộc đời này có còn gì để cho em sống nữa đâu. Em đã mất tất cả rồi, sống đi làm gì nữa. Tập bậy tập bạ. Ở trên đời này á, không có gì là không thể vượt qua. Mọi chuyện á thì sẽ qua thôi ha. Đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa nha. À, mà anh ở đây có một mình hả? Ừ. Nhìn anh á, hình như anh là người ở tỉnh. Anh ở đây lâu chưa? Anh dọn về được mấy tháng. Trước đây anh ở ký túc xá. Vậy quê anh ở đâu? Anh ở Đồng Nai. Ừ, vậy cũng gần. Chắc anh cũng thường về quê lắm ha. Nói Đồng Nai chứ ở xa lắm. Ở gần rừng Nam Cáp Tiên lận. Ừ. Anh có ít về quê lắm. Với lại ở quê có ai đâu mà về. Sao vậy anh? Ba má anh mất từ khi anh còn nhỏ xíu à. Anh ở dưới ngoại. Mà năm ngoái á, ngoại anh chết rồi. Má em cũng mới mất. Thôi, em nghỉ đi, vô trong nghỉ đi. Em đừng có ngại. Dạ. Tối anh ngủ ở đây, em ngủ ở trong. Cảm ơn anh. Mà anh học ngành gì vậy? Sao anh không ở ngoài ký túc xá nữa? Anh học ngành cơ khí. Ký túc xá trường anh á, nó tuốt ngoài Thủ Đức lận. Không có tiện đi làm thêm. Mà không đi làm thêm á thì đói. Nãy giờ toàn em hỏi anh không à. Sao anh không hỏi em quê ở đâu, gia cảnh thế nào? Chờ em tỉnh táo rồi hỏi cũng đâu có muộn. Ăn đi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Ráng quên hết mọi chuyện buồn phiền đi nha. Tính ra tụi mình đều cơ nhở giống nhau, coi như là có duyên hả? Em ăn đi. Em cảm ơn anh. Ăn coi có ngon không? Bị gì kìa? Mê tiền, lo chạy show nhiều quá nên bị đình chỉ học chứ gì. Tội nghiệp, con người ta bị đuổi học mà mày miệng mồm độc ác chanh chua quá vậy. Đáng đời, nhìn cái mặt dênh dênh trong cái giờ luyện thanh á là thấy ghét rồi. Em ngồi ở đây á, mà bắt anh đợi ngoài cổng, chờ muốn chết luôn. Ủa, em bị sao vậy? Có sao không? Em bị đuổi học rồi. Bị nợ quá nhiều môn. Cánh cửa cuối cùng bây giờ cũng đóng lại với em. Bây giờ em phải làm sao đây? Thôi, em đừng buồn nữa. Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Với lại em còn giọng hát mà, phải không? Thì sống được thôi, lo gì. Thank you.
vậy mà Nhã ơi. Anh đừng có như vậy mà. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Để em đi mua thuốc cho. Đừng em ơi. Anh hứa với em là anh cay rồi. Nhưng anh nhưng hứa. Mà nhưng mà em thấy anh như vậy em không có chịu nổi. Để em đi mua thuốc cho. Em đi tìm. Em cứ ở cùng với Thu, hai đứa con gái ở với nhau cho nó tiện. Sẵn mình gắn cái mác là sinh viên, cho em được giá hơn. Anh cũng đâu có muốn, nhưng vì tương lai thôi em ơi. Cha nội nè, sao giờ này còn chưa tới nữa, trễ giờ tao mất tiêu rồi. Mày ngu quá, tao không hiểu sao mày phải quyến luyến gì cái thứ đó. Cái thứ đàn ông chẳng ra gì, bỏ mẹ nó đi cho xong. Hôm nay mày bị sao vậy? Sao mà bỏ được hả Thu? Vậy mày coi nó có phải thằng đàn ông tử tế không? Học hành nửa chừng thì bị đuổi, không làm ăn gì hết, chỉ biết sống bám vô mày. Tao còn cái nghĩa với ổng, ổng đã cứu mạng tao. Mà ổng bị đuổi học á, cũng bởi vì hàng đêm chở tao đi hát chứ bộ. Tào lao, nếu như mà vì cái nghĩa thì mày đã trả hết từ lâu rồi. Mà cho là nó chở mày đi hát hàng đêm đi, mà hồi trước á nó cũng phải đi làm đêm vậy. Ừ thì mày thấy tao nói đúng quá rồi chứ gì. Nó thấy mày kiếm tiền dễ quá cho nên nó mới sanh tật như vậy á. Nói thiệt, nhiều lúc tao cũng chán ngán quá mà không biết phải làm sao. Tao thấy mày nên tính kỹ lại đi Tuyết, kẻo uổng phí cả cuộc đời. Hôm nay mày định đóng vai má của tao hả con kia? Mày nhìn mày đi, mày đẹp không biết bao nhiêu thằng theo. Coi liệu mà tính chuyện tương lai, kiếm thằng nào tử tế mà ấm cái tấm thân mày. Mày định làm cái nghề này rồi mày theo thằng Nhã hoài sao Tuyết? Mày cũng đẹp mà, sao mày không lo chuyện tương lai của mày đi mà ở đó dạy đời tao? Tao thì dốt, còn mày có học mà Tuyết. Mày lại có được cái giọng hát trời cho, không lẽ mày lại đi so bì mày với cái loại gái bán bia ôm như tao sao? Cô ngu quá, tại sao lại xài mấy cái thứ này? Không ngờ
anh ấy càng ngày càng thay đổi. Bây giờ chỉ lợi dụng thân xác của mình để sống bám mà thôi. Em nghe nè anh. Em đang làm gì đó? Em không có làm gì hết. Anh đang ở đâu vậy? Em chuẩn bị đi. Khoảng một tiếng nữa anh về đón em đi ăn. Thôi mình ăn ở nhà đi anh. Thôi ăn nhanh, anh còn phải đi công tác nữa. Thì anh cứ về nhà đi. Hôm nay á em sẽ nấu cơm trưa đãi anh. Rồi vậy đợi anh ở nhà nha. Mình sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh ấy. Không ngờ em lại nấu ăn ngon đến như vậy. Thiệt không? Em cứ sợ anh ăn không vô á. Thiệt mà. Lâu lắm rồi anh mới có được một bữa ăn ngon và ấm cúng đến như vậy. Alo. Ừ, tôi biết rồi. 15 phút nữa mình đi nha. Ừ. Anh phải đi hả? Anh chờ em chút xíu em lấy nho cho anh ăn. À thôi khỏi đi, xe đang chờ anh ở dưới. Không có được, anh phải ăn xong á em mới cho anh đi. Nóng quá mặt nổi đầy mụn rồi kìa, xấu xí. Nè, ăn đi anh. Anh, em sẽ nói ăn cho anh mãi mãi nghe. Em làm được không mà nói? Nếu điều đó làm anh vui, em sẽ làm suốt đời. À, em đã liên hệ chỗ luyện thanh mà bạn anh giới thiệu chưa? Chỗ đó là chuyên luyện ca sĩ đi thi đó. Dạ rồi. Mà đầu tuần sau bắt đầu đó anh. Tốt lắm. Em phải cố gắng nha. Thì tiếng hát truyền hình năm nay là cơ hội cho em đó. Em biết rồi mà. Em cầm tiền đi chợ đi. Thích mua gì thì cứ mua nha. Tao đang đi gặp khách hàng mày giao đây. Chơi bời cái gì đâu. Cái thằng quỷ. Rồi rồi, tao biết rồi. Cái máy nha. Dạo này Thanh vui vẻ và tươi tắn quá ha. Mình với Mỹ Lan từng ao ước mà chưa bao giờ có được giây phút nào bên nhau như vậy. Anh lên đây làm gì? Sao anh lên đây mà không báo trước? Lỡ anh Vĩ còn ở nhà thì sao?
Lên với em yêu mà cũng phải báo trước sao? Nói vậy thôi, chứ anh thấy thằng Chả leo lên xe thì anh mới lên. Anh lên đây làm gì chứ? Anh lên thăm nhà chứ làm gì. Vợ chồng hạnh phúc quá, cơm nóng canh ngọt, ăn sang mặc đẹp. Có tiền có khác, nêm nếm cũng ngon hơn hồi xưa ha. Anh thôi đi. Em tốt rồi, lo mà cột cổ nữa. Rồi lấy tiền chu cấp. Còn anh chỉ cần thỉnh thoảng gặp em, nhìn em là anh thấy vui rồi. Anh buông ra đi. Anh làm cái gì vậy? Anh buông tôi ra. Anh buông ra. Anh ra. Buông tôi ra. Anh đừng có như vậy có được không anh nhỉ? Chị Mai. Trời đất ơi, Mỹ Lan. Chị khỏe không? Trời ơi, sao về bất ngờ vậy? Đi, đi vô nhà, đi. Dạ. Em về chơi hả? Dạ. Em về em thăm anh Sinh với lại thăm nhà, rồi em ghé qua thăm mộ của tía. Ừ, hôm bữa chị với Noa cũng qua bển để thắp nén nhang cho hai ông cháu. Dạ, cũng nhờ con Noa thường xuyên qua dọn dẹp, với lại nhang khói tươm tất, em cũng yên tâm. Mà nè, ở lại chơi lâu lâu nghe. Gặp em á, chị mừng quá trời luôn. Dạ. Để chị chạy ra chợ á, mua ít đồ về nấu cơm ăn. Dạ, cảm ơn chị. À, mà anh với chị dạo này sao rồi? Cũng ổn em à. Anh Dĩ á, giao cho anh Minh với chị nguyên cái công ty to đùng vậy đó. Công việc hơi bận nhưng mà vui. Dạ. À quên, để chị rót nước cho em uống nha. Thôi được rồi, chị cứ ngồi đi, hồi nãy em uống nước rồi. À mà chị nè, bộ anh Dĩ dạo này hay đi dữ lắm hả chị? Ừ, anh nói là cần đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Giờ anh thích đi lo ba cái chuyện thị trường gì đó mà. Dạ, vậy cũng tốt. À, chị Mai nè, lần này em về á là em muốn bàn với chị một số chuyện. Chà, cô Mỹ Lan mà bàn á thì chắc là chuyện quan trọng lắm đây. Dạ, cũng không có gì chị. Chị xem có loại hàng nào á mà cho mấy đứa trẻ ở trung tâm á làm gia công được không chị? Trời đất ơi, em về đúng lúc quá. Hay thiệt nghe. Vừa mới tính á là sẽ nhận thêm người để gia công hàng thì em. Vậy hả chị? Vậy thì may mắn cho em quá. Chị đang rất là bí đây. Chị không biết phải làm sao. Có một cái đơn hàng mà chị không biết phải tính sao luôn. Là làm mấy cái vật dụng văn phòng bằng tre á. Giờ tự nhiên cái người ta có xu hướng chuộng mấy sản phẩm đó. Cái gì mà văn phòng xanh xanh gì đó đó. À đúng rồi, chị có nhớ á, ngày xưa em làm thử mấy cái không? Nhớ chứ sao không nhớ. Làm tặng anh Dĩ chứ gì. Nè, nếu như trung tâm á đảm đương được, chị sẽ giao hàng cho em làm. Có mẫu sẵn
em không cần phải lo gì hết. Trời ơi, được như vậy thì còn gì bằng nữa. Em cảm ơn chị Mai nhiều. Chắc là tụi nhỏ trên trung tâm mừng lắm đây. À, chị nè, anh Dĩ anh đi như vậy rồi còn Tiên Thủy ở nhà thì sao hả chị? À, thì má ơi, đó vừa mới nhắc nó về rồi thấy không? Con chào cô Lan. Thôi vô đây ngồi đi con. Nè, Tiên Thủy càng ngày càng xinh đẹp đó nha. Dạ. Tiên Thủy nè, dạo này con học hành sao? Dạ cũng tốt cô. Mà cô Lan về lúc nào vậy? À, cô mới vừa về à. Con á, ráng học để nối nghiệp ba nghe không? Dạ. Nó học giỏi lắm á, học kỳ nào cũng đứng nhất hết trơn á nha. Vậy hả? Dạ cũng bình thường mà má Mai. Tiên Thủy nè, cô có một đề nghị, không biết con có chịu giúp cô không? Chuyện gì vậy cô? Con có muốn đi dạo vòng vòng với cô không? Dạ. Vậy thôi, hai cô cháu cứ đi đi. Nhưng mà một lát nhớ á, về đây ăn cơm nghe không? Cô Lan à, con xin lỗi, chuyện con không đúng với cô lúc trước đó. Chuyện qua lâu rồi con, đừng nhắc nữa, có gì đâu. Sau khi biết chuyện, con đã hiểu ra là ba với cô đã trải qua nhiều đau khổ mất mát. Con thấy mình xấu hổ lắm. Có những chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn hoặc làm lại được. Mà người gây ra tất cả những điều đó không phải là con. Cho nên con đừng áy náy nữa, bỏ qua chuyện đó đi con. Cô biết không, khi con còn nhỏ, ba con hay dẫn con ra bờ sông này nè, rồi kể chuyện cho con nghe. Thiệt hả con? Ba Dĩ thương con gái quá ha. Dạ, ba Dĩ kể cho con đủ thứ chuyện hết á. Rồi ba còn hái hoa lục bình cho con chơi nữa. Có lẽ vì vậy mà con cũng yêu màu tím, yêu hoa lục bình giống như cô vậy đó. Sau khi má con mất, sao cô với lại ba con không đến với nhau đi? Cuộc đời mỗi người đều có duyên phận con à. Cô và ba của con chắc chưa đủ duyên để có thể tái hợp lại với nhau. Con thấy có cái gì cản trở ba con với cô đâu. Hay là con nghĩ là tại con? Không phải đâu con. Tuy nhìn bề ngoài không có gì cản trở, nhưng vẫn còn đó những điều mà bản thân cô không thể nào bước qua được. Cho nên cô chọn cách sống này. Nhưng mà sẽ rất cô đơn đúng không cô? Cô đâu có cô đơn đâu. Con biết không, ở trên Đà Lạt á, cô có gần cả trăm đứa con nuôi lận đó. Với lại như vậy cũng tốt, cô và ba con làm bạn với nhau. Lâu lâu á, cô cũng phải nhờ ba con tư vấn việc của trung tâm, chứ cô dốt muốn chết luôn vậy á. Tiên Thủy. Dạ. Con có buồn không nếu như ba con đi thêm bước nữa? Con chỉ muốn ba con đi bước nữa với cô Lan thôi à. Cô đã nói là cô không được rồi mà. Con nói vậy thôi, chứ bây giờ con không can thiệp vô chuyện của ba nữa đâu. Ba muốn làm gì thì làm, miễn sao á ba cảm thấy hạnh phúc là con ủng hộ à. Nhưng mà ba con đi suốt như vậy, con không thấy buồn sao? Ngoài ba Dĩ á, là người mà con thương yêu nhất, thì còn có ba Minh nè, má Mai, cô Noa. Cô biết không, còn có bé Thảo nữa. Con coi bé Thảo giống như là chị em ruột vậy đó. Như vậy là đủ vui rồi. Con nghĩ phải chi mà anh Đức còn sống ha.
nói gì thì nói, chứ con vẫn thích ba con với cô Hằng gắn lại với nhau à. Đã nói là không được rồi mà. Nhưng mà cô cũng muốn hỏi, tại sao phải là cô? Thì nếu như mà là cô á, thì con lại có thêm một người mẹ hiền từ nữa. Thì có gì khó đâu. Cô và ba dĩ không lấy nhau, nhưng nếu con thích á, thì cô vẫn có thể là mẹ của con được mà. Vậy thì tốt quá. Má Lan, mà lớn lên á, con thích làm gì? Con sẽ nối nghiệp của ba con. Con cũng thích ruộng đồng cây cỏ. Nhưng mà hả, cô biết không, con chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm giống như ngài Dĩ đâu. Đi đâu cả tuần nay gọi điện không nghe máy vậy mày? Tao mới đi công tác ở Tây Nguyên về. Mày gọi tao có chuyện gì không? Thì chủ yếu gọi mày đi ăn, đi uống thôi. Với lại dạo này tao mới quen một đám chân dài, ok lắm. Thôi mày ơi, tao không dám nữa đâu. Sao vậy? À, hay là mày kết con nhỏ hôm trước rồi đúng không? Thời buổi bây giờ cặp bồ cặp bịch, phòng nhì vợ nhỏ chi cho nó mệt thân. Cứ bỏ tiền ra, mỗi một ngày một em chân dài phục vụ cho nó sướng. À, thằng Minh tuần sau nó lên Sài Gòn đó mày. Mày kêu nó lên liền đi. Ba thằng mình chơi một bữa cho nó đã. Hai thằng mày tối ngày cứ ru rú ở dưới quê á, với vợ với con á, thành ra ngố hết rồi. Sao anh lấy điện thoại của tôi phá vậy? Làm gì hả? Sao anh còn nằm ở đó? Ngày nào cũng giác mặt lên đây. Sao anh ám tôi hoài vậy? Gì mà xua đuổi anh dữ vậy cưng? Anh đâu phải là chó đâu hả? Anh tránh xa tôi ra. Sao tránh xa? Anh yêu cưng mà. Ăn không? Anh tìm một việc gì tử tế mà làm đi anh nhỉ? Anh đừng có sống như vậy nữa được không? Cô trở thành người tử tế hồi nào vậy? Hả? Trong cuộc đời này á, muốn sống tử tế dễ lắm hả? Ai cho mình tử tế? Hả? Thì bao nhiêu người cũng đang sống tử tế bằng chính sức lao động của mình đó thôi. Cô đừng có lên mặt mà dạy đời tôi. Sức lao động hả? Chẳng phải cô cũng đang sống bám người khác đó sao? Nếu như ngày xưa tôi không cứu cô, thì giờ đây cô có còn ngồi ở đây dựa vào nhan sắc định đá đít tôi không? Dạy cho tôi bài học về sự tử tế hả? Hả? Đồ tử tế bội bạc. Coi như là tôi gian xin anh cũng được. Hãy buông tha cho tôi có được không? Ơn cứu mạng đùm bọc của anh suốt đời này tôi không quên đâu. Không quên mà như vậy hả? Anh Nhã, coi như tôi xin anh đó, anh kiếm nghề gì đó đàng hoàng mà làm đi. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ nói với anh Dĩ, anh là anh trai của tôi, anh sẽ giúp đỡ cho anh học một cái nghề gì đó để anh kiếm sống có được không? Học nghề làm con mẹ gì chứ. Tôi bây giờ á, quen ăn rồi hả? Đâu quen làm. Anh, tôi xin anh đó anh Nhã. Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời của tôi, nghe rõ chưa? Anh Dĩ. Dạ dạ, em nghe nè anh. Em xuống đi, anh đang ở dưới nè. Dạ. À mà thôi. Hả? Để anh lên đón em. Anh lên hả? Ờ. Anh đừng có lên. Anh ở dưới đó anh đợi em đi. Anh đừng có lên mất công lắm. Tại vì em chưa có thay đồ á. Em thay đồ xong em xuống liền với anh nha. Thôi để anh lên chờ em. Anh đừng có lên. Anh đợi chút đi. Trời ơi, anh Dĩ đang lên. Anh làm ơn anh đi khỏi nhanh đi. Anh đi khỏi giùm đi.
Tại sao tôi phải đi? Tôi phải ở đây. Tôi lại gặp anh em rể của tôi. Anh mà lên tới nơi á, anh mà biết là chết cả đám bây giờ đó. Anh đi giùm cái, đi lẹ lên. Tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại đây, nghe rõ chưa? Trời ơi. Được rồi. Anh cần tiền chứ gì? Tiền nè, tiền nè. Anh đi giùm tôi đi, làm ơn đi đi. Vì cô em gái yêu, anh sẵn sàng làm tất cả. À, anh đi giùm đi, anh đi giùm đi mà. Ôi, anh dễ đang lên làm đó. Làm xua đuổi anh dữ vậy? Anh đi giùm đi. Hả? Sao vậy? Dạ. Đừng ngạc nhiên vậy chứ, phụ nữ đẹp thì phải luôn được người yêu mình tặng quà chứ. Em cảm ơn anh, quà đẹp quá. Mình đi vô nhà đi anh. Từ từ, còn quà nữa nè. Dạ, em cảm ơn, em thích lắm. Thôi anh vô nhà đi, em thay đồ xong mình đi hả? Em ăn đi. Anh à, sao không để em nấu ở nhà, đi quán chi cho mất công. Lên nhà tưởng có cái gì, ai dè tủ lạnh trống trơn. Đợi em nấu chắc anh chết đói quá. Em xuống siêu thị một lát là có cơm ngay mà, khó gì đâu. Anh muốn đưa em ra ngoài chơi cho vui mà. À, hồi nãy ở trước nhà sao thái độ của em lạ vậy? Tại vì lúc nãy em hơi bị chóng mặt. Không có gì đâu anh. Ăn đi em, chắc là em không chịu ăn cho nên mới bị chóng mặt chứ gì. Anh, em đã đi tập hát được mấy buổi rồi đó. Rồi em thấy sao? Cô giáo nói á, em có chất giọng tốt và lạ. Cô hứa sẽ chọn bài đúng chất giọng để em dự thi tiếng hát truyền hình sắp tới á. Cô còn nói á, cô mà có show sẽ mời em đi hát nữa. Vậy thì phải ăn nhiều vô đi cô ca sĩ. Em nên tập trung luyện tập cho kỳ thi, sau đó lo gì không có show để đi hát. Mà sao tự nhiên anh mua quà cho em vậy? Quà thì chỉ có quà và một cái khăn thổ cẩm thôi, còn lại toàn là đồ nhậu không hả? Khô nai, khô bò, ở Tây Nguyên mà. Vậy để tối nay á, em mua bia về, hai đứa mình cùng nhậu nha. Mà anh nè, anh có dự định gì cho hai tụi mình không? Đối với anh, như thế này đã là quá hạnh phúc rồi. Anh còn nhiều việc vẫn chưa giải quyết được, nên tụi mình hãy khoan ràng buộc nhau, có được không em? Em đi vệ sinh chút. Đối với anh, như thế này đã là hạnh phúc rồi. Anh vẫn còn nhiều việc chưa thể giải quyết được, nên tụi mình hãy khoan ràng buộc nhau, có được không em? Dĩ ơi, ôm em thêm chút nữa đi. Anh trễ làm rồi. Ngoan, anh thương. Nha, anh đi làm. Anh đi làm sớm vậy hả anh? Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.
Con bé giống ba dễ thương quá anh ha. Ừ. Sao lại có người giống mình như vậy chứ? Thì ra Triệu Dĩ quen mình chỉ vì mình giống với hình bóng cũ, chứ không hề có chút tình cảm nào với mình hay sao? Thì ra anh cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác, nhiều tiền và đạo đức giả. Anh quen tôi cũng chỉ vì tôi giống với người đàn bà đó thôi đúng không? Anh phải đi công tác gấp, khi về anh sẽ nói cho em rõ. Anh... Cô điên hả? Cô là cái gì mà tự cho mình cái quyền được ghen tuông chứ? Cô là người yêu lý tưởng của nó hả? Đồ ngu. Anh, cô làm như mình là gái ngoan vợ hiền mà đặt ghen với chẳng tuông nữa. Tỉnh lại đi, được rồi đó người đẹp. Nè, tôi kể cho anh nghe, không phải là để cho anh mắng chửi tôi nghe chưa? Nín. Cái cô cần bây giờ là chiếm lấy tình cảm của Triệu Dĩ, cột nó lại mà cô không làm. Ghen tuông gì chẳng khác nào đẩy xa nó ra. Hả? Bây giờ mất cả chi lẫn chài. Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ. Anh im đi. Cô im đi á. Tôi có thư từ hay là ai nhắn gửi gì không? Dạ có một cô gái đến tìm và giờ anh từ sáng đến giờ ạ. Dạ đang chờ bên kia. Ủa, chắc có lẽ cô ấy đã đi vệ sinh rồi ạ. Cô có nói là tên gì không? Dạ không ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Không biết ai tìm mình nữa. Sao em lại ở đây vậy? Tại sao anh đi lại đi luôn vậy? Không gọi về cho em cuộc điện thoại nào hết à? Anh bận quá. À, mà sao em biết anh ở đây mà lên tìm vậy? Anh Hùng nói anh đi Đà Lạt, rồi cho em biết tên mấy cái khách sạn mà anh hay ở, nên em lên đây tìm Đại. Vậy là... Thì em đi lên tìm anh suốt cả buổi sáng ở tất cả các khách sạn chứ sao nữa. Em khờ quá. Mà tại sao lên tìm anh đột ngột vậy? Anh có giận em không? Em xin lỗi. Có gì đâu mà giận chứ. Sáng hôm đó anh phải đi gấp quá, cho nên không kịp nói chuyện với em. Hai ngày hôm nay anh phải đi khảo sát ở vùng sâu, cho nên không thể liên lạc được. Bộ anh còn nhớ chị hả? Chị nào? Thì cái người trong iPad đó. Chuyện qua lâu rồi, anh sẽ không nhớ.
nếu như em không còn nhắc tới nữa. Tụi bay xuống bài đi, nặng hoài. Tính toán chi nhiều, bài tao là vua rồi đó. Bỏ bài xuống đi. Mày xuống bài đi. Bỏ bài xuống đi. Thôi, thua rồi. Ủa đâu rồi ta? Má nè. Mẹ. Ông có tiền nữa chứ gì? Cho tao nợ một gián đi. Ờ thôi được rồi, được rồi. Mày không có tiền mày biến mẹ mày đi. Nợ con gián làm ghê mày. Không có tiền thì đừng có chơi. Tao có ông quỵt của mày hồi nào đâu. Hả? Tao nợ tao trả. Ừ? Nếu mày có tiền đúng không? Mày chung người ta đi. Mày nói nhiều quá. Ủa? Không có tiền hả? Tiền gì đây? Tiền này tao đưa ra chung cho tụi mày chứ ở đâu ra? Bây giờ nè, mày thua nè, mày trúng đi. Thì để từ từ. Mày không có tiền mà mày lam xùm. Ủa chơi bài cũng phải thiếu chứ. Nhưng mà mày có thiếu tiền mày phải trả. Thôi đừng đi. Chơi được thì chơi, không chơi được nghỉ. Đại ca. Muốn mượn tiền nữa phải không? Dạ đúng rồi. Đại ca thương em. Con nhỏ bồ của mày đang cặp với đại gia đó. Bộ nó không đưa tiền mày hả? Dạ có chứ, nhưng mà em chơi hết rồi. Nè, chung cho mấy quỷ sứ này hết rồi. Mày biết mày đã thiếu tao bao nhiêu tiền không? Tụi mày nói cho nó biết coi. Mày mượn hết thải là 100 chai. Còn lột cái là mày biết rồi đó. Em biết mà đại ca. Bây giờ đại ca cho em mượn lần này nữa thôi. Em thề, em sẽ trả hết. Lấy gì trả cho tao? Dạ, con bồ em. Bây giờ nó đi du lịch với đại gia. Khi nào nó về đưa tiền cho em á, rồi em sẽ trả hết cho đại ca. Bây giờ mày muốn bao nhiêu? Dạ, y như cũ. Mày lo mà trả đó. Dạ. Trong vụ này đã khỏi tao rồi, đi tìm em. Đây, đưa hàng cho tao mày, xả xui. Alo, tao nghe đây. Có gì mày nói đi. Mày chung tiền gián nãy đi. Một chai. Chung đi mày. Chung đi mày, có tiền rồi chung chứ. Lo chung đi mày. Từ từ, ổn quá vậy? Chơi bài sao ổn quá vậy? Đó là những chuyện của hơn mười mấy năm về trước rồi. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm của một thời tuổi trẻ thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều nha. Em xin lỗi, bởi vì em đã ghen tuông vô cớ. Thật sự khi gặp em, anh rất là xúc động. Như là gặp lại Mỹ Lan hồi trẻ vậy. Em và cổ như là hai chị em sinh đôi vậy đó. Bây giờ thì em đã hiểu rồi. Trong tâm trí của anh thì hình ảnh của chị Mỹ Lan rất là sâu đậm. Em á chỉ là... Em lên Đà Lạt nhiều lần chưa? Dạ, đây là lần thứ hai. Mà em cũng chưa biết gì về Đà Lạt hết. Đà Lạt nhiều điều thú vị lắm. Chiều nay anh sẽ dẫn em đi một vòng, em có chịu không? Em lên đây có phiền anh lắm không? Không sao. Bây giờ cũng đã 1 giờ rồi. Anh đi gặp khách hàng chừng 1 tiếng rưỡi. Khoảng 3 giờ mấy 4 giờ anh đón em. Dạ. À, sáng mai anh đưa em ra sân bay về lại Sài Gòn nha. Vậy anh có về chung với em không? Anh còn phải đi mấy ngày nữa mới xong. Giờ về khách sạn ngủ một chút đi. Anh xong việc anh sẽ gọi. Thôi đi làm đi. Em ở đây hít thở một chút rồi em đi bộ về khách sạn sao? Ừ, cũng được. Anh đi nha. Alo, tôi đã nói là anh đừng có làm phiền tôi trong thời gian này rồi mà. Tại sao anh cứ gọi hoài vậy? Hả? Trời đất ơi, anh tưởng tôi là cái máy in tiền cho anh hả? Thôi không nói nhiều nữa, sáng mai tôi về Sài Gòn rồi nói tiếp.
Em có thích Đà Lạt không? Dạ em thích. Anh xin lỗi vì không có thời gian để em đi chơi nhiều. Có sao đâu anh. Một nơi đẹp như vậy á thì phải thưởng thức dần dần mới đã chứ. Ừ. Anh hứa có dịp anh sẽ đưa em lên đây nghỉ vài ngày. Anh hứa rồi đó nghe. Ừ. Đà Lạt thiệt là mát mẻ và yên bình. Giá mà Sài Gòn á có được một chút không khí như ở đây thì tốt biết mấy anh ha. Sài Gòn là Sài Gòn, Đà Lạt là Đà Lạt, không thể nào lẫn lộn được. Em thấy nhẹ nhõm quá. Sao vậy em? Thì gặp được anh, anh không giận mà cũng không bỏ rơi em là em thấy vui rồi. Em khờ quá. Cậu ghé quán nào gần gần ăn xong rồi đưa Tuyết ra sân bay luôn nha. Dạ. Bạn đi với mình nè. Đi đi mấy bạn qua rồi Kỳ con. Đi. Đi con. Không, không. Không nhanh đi. Ờ, có chuyện gì vậy anh? À, mấy đứa nhỏ dễ thương quá. Anh có muốn có một đứa trẻ giống như vậy không? Cẩn thận con. À, thôi chết, anh có một cuộc hẹn mà anh quên mất. À, em chịu khó ra sân bay ăn một mình nha. À, nhưng cậu chạy ra sân bay nhanh nhanh giùm tôi nha. Dạ. À... hai con dẫn tụi nhỏ đi dã ngoại có vui không? Dạ. Con chưa từng có chuyến đi nào vui như vậy á. Vậy à, tụi nhỏ thiệt là dễ thương ha. Mà cũng tội nghiệp nữa. Có những đứa trẻ lúc trước cứ lang thang ở công viên ấy, nhưng chưa bao giờ được chơi, được vui như vậy. Con và chị Lan nhìn tụi nhỏ chơi mà xúc động muốn khóc. À, hai con làm ta cũng thấy hạnh phúc lây rồi đó. Dạ, con có một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện phụ sản. Cô kể hằng ngày ở bệnh viện có vô số đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi trong bệnh viện. Thanh niên ngày nay vậy đó chị ơi. Mô Phật, đó là hậu quả của sự thiếu chín chắn trong tình yêu. Yêu dội, sống dội nên mới gây ra tội lỗi. Con muốn trung tâm sẽ nuôi dưỡng mấy đứa trẻ đó, và trung tâm sẽ làm mái ấm cho tất cả các em. Ừ, thầy đồng ý, nhưng hơi lo ngại một chuyện. Dạ, chuyện gì thưa thầy? Ý tưởng của con thì tốt, nhưng thầy sợ con không kham nổi công việc và vấn đề tài chính thôi. Bởi hoạt động của trung tâm không phải chỉ trông chờ vào cúng dường của khách thập phương được. Dạ, thầy cứ yên tâm. Về y tế, giáo dục thì đã có nhà nước hỗ trợ. Vấn đề ở đây chính là kinh phí. Đó là điều thầy rất lo lắng. Sợ mình ôm đồm mà không lo được hết cho tụi nhỏ thì khổ đó. Dạ, vừa rồi con đã cho các em lớn ở trong trung tâm làm thử gia công hàng thủ công của công ty Phú Dĩ. Tụi nhỏ làm được không vậy con? Dạ, kết quả rất khả quan. Các em rất thích thú và sản phẩm làm ra cũng rất đẹp. Ừ. Con làm thầy bất ngờ quá. À, con còn định là tập hợp tất cả các chị em có hoàn cảnh khó khăn để lập thành một xưởng thủ công, xưởng tranh thêu để dạy nghề cho họ nữa. Đó chính là nguồn thu của trung tâm và lại có thể giúp được các chị em nữa. Vậy thầy có thể giúp được gì cho con? Dạ, con chỉ xin thầy cho con sử dụng hết khu đất trống ở sau chùa. À, con cứ tùy ý mà sử dụng. Đó là việc phước đức mà. Thầy rất hài lòng về những việc mà con đang làm. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.